Ok, chúng ta sẽ cùng test lại. Thế bạn đây đã hiện rồi, chúng ta sẽ chọn ảnh thôi. Các bạn download một ảnh trên mạng nhé. Tôi đã download được, vào đây nó ảnh của chúng ta download lên. Angula. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular 13.NET của COI3 và SQL Server 2022. Và trước thì chúng ta đã loạt ảnh default mặc định cho món ăn. Và bài này thì chúng ta sẽ viết code cho tải ảnh lên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào xe.service.ts cấu hình lại. Chúng ta sẽ bỏ return và chuyển hàm get thành hàm post. Sau đấy thêm một tham số đấy là var. Như vậy là chúng ta đã cấu hình lại xong service tải ảnh. Tiếp đến thì ở trong file TypeScript chúng ta sẽ viết một hàm mới có tên là upload ảnh. Service mới có tên là upload photo và truyền tham số event. Event thì sẽ là kiểu any thôi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một tham số mới và file bằng event.target.file và chúng ta sẽ lấy phần tử đầu tiên có số index là 0 trong mảng file. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một hàng số có tên là form data, kiểu là form data bằng new form data. Tiếp đến thì chúng ta sẽ append vào form data này upload the file. Tham số thứ hai là file. Vậy tham số tiếp theo là file.name. Ở đây đang báo lỗi đỏ. Vì sao? Vì tên biến của chúng ta đang thiếu chữ y ngắn. Thêm vào là xong. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gọi service this.service.tải ảnh. Chúng ta sẽ chuyển tham số form data vào. Tiếp đến thì chúng ta sẽ subscribe ra data any. Sau khi gọi service thành công thì sẽ có một tham số trả về, sẽ có dữ liệu trả về, đây là data. Và chúng ta sẽ gán, chúng ta sẽ copy ở trên và gán xuống. Và chúng ta cần thay mỗi ảnh mặc định cơm.csv thành data to string. Đường dẫn ảnh sẽ bằng ảnh món ảnh cộng dấu suộc, đường dẫn photo URL cộng dấu suộc cộng ảnh món ảnh, tức là tên của ảnh đấy. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cấu hình lại file giao diện HTML. Đầu tiên tôi sẽ copy một cái input để xuống dưới ảnh và chúng ta sẽ thay cái two-way binding ng-model thành event binding nằm trong dấu ngoặc tròn trên bằng tên của function muốn gọi. Function ở đây chính là upload photo. Nếu các bạn muốn sợ nhầm lẫn thì vào đây copy lại tên của hàm về vào đây. Và chúng ta sẽ chuyển xuống event, biến event. Chúng ta sẽ cùng test lại. Đây rồi, có thanh input rồi nhưng chưa có nốt để tải ảnh lên. Vì sao? Vì thế input chúng ta đang thiếu một thuộc tính, đấy là tải bằng file. Vì khi để mặc định thì input của chúng ta sẽ là dạng text. Ok, chúng ta sẽ cùng test lại. Thế bản đây đã hiện rồi, chúng ta sẽ chọn ảnh thôi. Các bạn
download một ảnh trên mạng nhé. Tôi đã download được, vào đây nó ảnh của chúng ta download lên và chúng ta sẽ kiểm tra trên suoc.net thư mục photo đã tải lên rồi. Đây tôi sẽ thử xóa lại ảnh Súp Mùa Xuân và tải lại cho các bạn xem. Đây, chọn file, đây là photo download của tôi nhé, ảnh Súp Mùa Xuân này. Việc này chúng ta sẽ cùng truy cập vào photo. Đây có ảnh rồi, như vậy là đã thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay hãy ấn like, nếu ấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.